Xin chào các bác nhé. Sạp xe Hoàng Anh, địa chỉ 999 1001 Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại tư vấn của mình là 0905 958889. Mình sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc xe Honda Rebel 125 phiên bản đời 1999, nhập khẩu Nhật Bản, đời chót của dòng xe Honda Rebel 125 nhập khẩu Nhật Bản đấy. Và biển kiểm soát này là mình mới định danh tên mình nhá, 29BA056-10. Xe thì mới được mình sang tên của mình về mình được khoảng tầm nửa tháng ạ. Và đấy, cho nó chắc chắn. Đấy, thì con xe này thì rất lâu rồi, như các bác cũng biết ấy, là rất là nhiều anh em hỏi về xe Honda Rebel 125. Thế nhưng mà thực tế là những con xe Honda Rebel 125 trên thị trường nó rất là ít. Trong cái thời điểm mà những cái năm 90 mấy mà một con xe như thế này nó rơi vào 8-9 nghìn đô ấy, cho nên là nó có mặt trên thị trường không nhiều. Và những cái xe nó còn đẹp, còn mới thì thực ra là rất là ít. Và những cái xe đẹp mới như thế này thì thường thường là những cái người chủ người ta cũng không có ý định bán nhiều ạ. Đấy. Thì chiếc xe Rebel này thì là thực sự là rất là tình cờ là mình đi ở ngoài đường và một bác chủ đi nó. Và mình có hỏi bác quơ thôi là cho em hỏi là có bán cái xe này không. Thì lúc đầu thì anh ấy không có ý định gì cả, anh bảo là không, xe này thì là để đi thôi chứ không phải là để bán gì cả. Thế thì mình cũng bảo là em rất là thích cái xe này. Đấy thì cũng hơi nói gian dối một chút, mình dân buôn thì mình cũng gian dối một chút là nói để mua để dùng. Thế thì bác ấy và dừng lại cho anh em ngồi trà đá, rồi xem xe một lúc bác ấy cho số điện thoại. Thế xong rồi là cách đây đến nửa năm đấy. Thế xong đợt vừa rồi thì cách đây khoảng độ gần một tháng thì mình mới có mua xe của bác ấy được. Và bác ấy dứt khoát là bác ấy giữ lại cái biển và để bác ấy định danh cái biển của bác ấy rồi. Cái biển của bác ấy nó là cái biển đẹp. Cho nên là bác ấy giữ lại và mình phải đăng ký sang tên của mình. Và càng tốt thôi. Bây giờ xe chính chủ tên mình nhá. Anh em nào mà mua là mình sang tên trực tiếp cho anh em luôn. Đấy. Xe thì cam kết với các bạn là nó mới 95% luôn. Mọi chi tiết ở trên con xe này ấy, các bác mà đến nhìn đấy, nó cực kỳ là zin và gọn gàng. Mọi cái chi tiết về phần nhất là đặc biệt là cái phần xi mạ của xe thì là rất là đẹp. Bô biếc rồi xi mạ rồi những cái da máy rồi lốc máy, bưởng côn, bưởng điện, rồi cái thùng trước cực kỳ đẹp, không có một vết nào gọi là đổ sơn đổ xước gì cả. Sơn thì như các bác cũng nhìn này, nó zin và nó rất là đẹp. Mình bác chủ có dán ni lông thì mình về mình đã bóc ni lông ra rồi, và hiện tại thì cái sơn là zin 100% tuyệt đối và rất là đẹp nhá. Tem tiếp các thứ là đều còn nguyên bản hết theo xe, mọi chi tiết không có cái gì thay đổi theo năm tháng. Con xe đẹp 100% là zin nguyên bản này. Cục máy thì thôi khỏi phải bàn rồi, xe Rebel 125 về chất lượng cục máy và cục máy zin thì các bác có đi ngọn đời nó cũng không hỏng. Hiện tại cục máy đang là máy zin và nổ thì thầm từng tiếng một luôn nhá. Nó đặc trưng luôn của cái dòng hai xi lanh của xe Honda, nổ tiếng nó xình xình rất là thích, nghe rất là thích tai. Đây đi vào chi tiết thì các bác cùng nhìn những cái yên nó đẹp, rất là đẹp, form yên rất là đẹp. Từ những cái nước sơn của cái chữ ở đây trên này nó còn chưa có độ bạc màu thì vẫn còn rõ nét từng chữ một. Tay nắm zin này. Xe chạy một vạn tám thì các bác đủ hiểu là nó mới như thế nào rồi. Đây, cái mặt tắp lô của xe rất là đẹp. Đây ạ, các bác nhìn cái cụm mà tay lái là tay lái zin, và những cái chữ này nó rất quan trọng. Nếu mà anh em mà dùng nhiều thì chữ này nó rất là mờ, nó không còn rõ nét như thế này nữa. Và tay nắm thì tay nắm zin như thế này, con ốc thì như thế này, những con ốc mà giữ cái bình dầu nó cũng còn sáng choang như thế này. Mọi chi tiết của xe như các bác cùng nhìn này, đấy, nó là zin nguyên thủy nhá. Đây này, chảng ba này, các bác nhìn cái chảng ba nó có sạch sẽ và nó tinh tươm không ạ? Ốc cổ phốt thì mình chưa phải chỉnh luôn, ốc cổ phốt ở trong này chưa phải chỉnh luôn. Nó thực sự là con xe nó đẹp hiếm có luôn. Này, chảng ba này. Này, chảng ba này. Nó ốc chảng ba này. Ốc treo của cái pha sáng bóng luôn. Chi tiết của xe thì không có gì phải bàn về chất lượng cả. Tem xe đây ạ. Đấy. Đây các bạn cùng nhìn máy phía dưới nhá. Đây. Ốc của cái đầu bò của xe. Các con ốc thì mình nói luôn các bạn là các bạn không thể chê được một cái tí gì cả. Mọi thứ nó zin nguyên thủy theo năm tháng, nó đẹp như này. Và đây, cái da máy nó rỗ. Đấy, bởi vì là
da máy những con này là nhôm xước mà, cho nên là theo thời gian thì nó sẽ rỗ ra như thế này, nó đẹp đẹp theo kiểu như là cookie theo năm tháng. Make in Japan đây nhá, make in Japan này, mang cá này, răng xanh vẫn đầy đủ nhá, răng hơi xanh đầy đủ luôn, không thiếu cái gì cả. Con xe đẹp, tem bình cốp không gãy một chỗ nào hết, tất cả mọi chi tiết đều là rất là nguyên thủy của xe và đẹp mộc mạc. Mình chỉ vệ sinh sạch sẽ và đang đủ dầu cho sạch sẽ xe thôi, chứ mình không có mốc má gì cả nhá. Đây các bạn cùng nhìn nhá, chuẩn xác của xe Honda Rivia 120 Nhật, 5 Nhật nhá, JC24E nhá, số máy là JC24E này. Đấy. Để chân sau này, để chân trước này. Cái cần số thì bác chủ đã chế thêm cả cái đạp ra phía sau để cho nó đỡ bị hỏng cái gót giày nhá, à cái mũi giày nhá. Đây. Anh em nào không thích thì có thể tháo ra. Đây. Các bác cùng nhìn nhá. Đấy. Đây là cái ti thụ của xe này. Chưa qua chỉnh sửa, chưa qua một vết mở nào luôn. Vô xe đây. Vô xe đẹp không ạ? Honda này. Quá đẹp luôn. Tem về chỉ số nhông xích và chỉ số lốp vẫn đầy đủ nhá, không thiếu, càng xe đẹp. Anh em cùng nhìn. Đấy. Tâm nan vẫn còn vàng. Tâm nan vẫn còn vàng. Và đặc biệt là cái vành của nó là vành zin, không có một cái vết nổ và vỡ nào nhá. Thì con xe này thì lốp cũng là cái lốp mình vừa mới thay cái lốp này. Lốp đằng trước thì vẫn dùng được nhưng lốp đằng sau nó cũng xấu, cho nên là mình đã thay cái lốp này mới luôn. Cho nên khi anh em mua về sử dụng là anh em yên tâm về tất cả mọi thứ. Mua xe của Sạp Xe Hoàng Anh mình là như vậy, tất cả mọi chi tiết đều đã được bảo dưỡng và chỉnh sửa cẩn thận. Anh em về là chỉ việc sự đổ xăng và chạy thôi, không phải quan tâm đến là phải chỉnh cái nọ sửa cái kia nữa. Đuôi xe zin, xi nhan và đèn hậu zin. Đây. Mã vành đầy đủ hết, không thiếu cái gì cả. Mã vành đầy đủ, không thiếu cái gì hết nhá. Đây ạ. Mã vành đây ạ. Đấy. Japan xịn luôn nhá. Không thiếu một cái gì cả. Máy ơ, máy ức sáng choang. Càng xe đẹp, long lanh từng chi tiết. Bù này, sáng bóng. Và đây như các bạn cùng nhìn nhá, cái thụt của con này nó quan trọng lắm, cái thụt sau quan trọng lắm. Cái thụt sau mà nó không zin nhá thì nó sẽ nẩy tức tưng luôn, người ngồi sau cực kỳ khó chịu và người ngồi trước thì nó dội lên thẳng cái lưng ấy. Con xe này là thụt sau và thụt trước zin theo xe, không bị xì nhớt một tí nào cả và đang hoạt động trong cái tình trạng hoàn hảo nhất nhá. Xe thì sạch sẽ 100% là sạch sẽ rồi. Đấy. Ốc này, ốc bạc càng này zin nhá, nhìn ốc bạc càng zin đấy nhá. Anh em mình nhìn chú ý thật kỹ hộ mình ạ. Ốc treo máy zin này, ốc treo máy zin này, vuông thành sang cạnh này. Đấy, ốc treo máy. Bưởng côn bên này, côn zin theo xe nhá. Côn zin theo xe, không có sửa chữa gì cả. Để chân đằng trước nó đẹp như thế này là đủ hiểu rồi, độ mới rồi. Quá đẹp, quá kính cong rồi. Đây, cục máy đây. Quá uy tín nhá. Cục máy thì uy tín vô cùng, nổ thì thầm đếm từng tiếng một, xinh 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 luôn. Tem này. Tem bình xăng này. Đấy. Quay cho bạn thêm cái tem cốp bên tay phải luôn. Thực sự nó là một con xe cực kỳ là đẹp. Những con xe mà Rebel 125 nó còn đẹp như này hiếm lắm. À, mình săn những con này rất là vất vả. Thực sự ra một năm thì như năm ngoái thì mình có săn được khoảng tầm 8 chiếc 125. Còn năm nay thì mới được có 4 chiếc thôi. Và mình cũng hy vọng là từ bây giờ đến cuối năm mình có thể săn được thêm chiếc xe Rebel 125 đẹp và thậm chí là đẹp hơn con này nữa thì mình rất là vui, cố gắng sẽ làm được điều đó. Đấy. Đây, đĩa phanh còn dày như thế này nhá. Đấy. Đây các bạn nhìn cái chân nan này, chân nan hoa đẹp như thế này nhá. Các con ốc đều rất là đẹp, ốc sáng như thế này. Đây là cái khung phanh của nó. Đĩa phanh này nhá là không có một vết gờ nào nhá, mình cam kết. Và không phải là đĩa phanh là zin nhá, chứ không phải là láng lại hay cái gì nhá, vẫn là đĩa phanh zin. Đấy mới là cái điều khó. Đây các bạn cùng nhìn này, con xe nó đẹp như thế này thì làm gì mà anh em cũng yêu. À, với những cái các bác độ tuổi từ tứ tuần đổ lên thì nhìn con xe này thì chết mệt luôn. Mình cũng là người rất là mê những cái con xe cổ điển, dáng cổ điển như thế này. Thế cho nên là mình mới mua và bán cái dòng xe classic như thế này anh em ạ. Nhìn nó thì cứ ngắm nó thôi, nó đủ thích rồi.
và khi mà mình được ngồi lên nó, vận hành nó thì cảm giác nó êm ái, nhẹ nhàng, nó thanh thoát chứ nó không nặng nề như những con xe thể thao hoặc là xe cào cào, nó nặng nề. Con xe này là nó hợp với tuổi của cái tuổi như cái tuổi của mình là đầu năm, thì là muốn sự nhẹ nhàng và trẻ, nhẹ nhàng và thoải mái, tiện lợi khi mà đi cà phê cà pháo. Rồi thế thì như các bác cũng biết ấy, thì Honda Rebel thì là hai xi lanh thẳng hàng chạy chế cơ, và nó tiêu hủy tiêu thụ nhiên liệu khoảng độ từ 2.2 lít cho đến 2.6 lít cho 100 km sử dụng, tùy từng từng cung đường đấy, nó gọi là cung đường tổng hợp đấy, thì nó là như vậy. Và anh em khi mà mua những con xe này sử dụng thì đừng bao giờ nghĩ đến vấn đề nó phải hỏng hóc hay sửa chữa, nó cực kỳ ít khi phải sửa chữa hay chỉnh sửa gì. Các cái phần cần phải bảo dưỡng nó rất là đơn giản, thay dầu đều đặn hàng ngày, hàng 1.000 cho đến 1.200 cây số, 1.500 cây số thì con xe nó không có cái gì để hỏng luôn, ngoại trừ những cái chi tiết hao mòn theo năm tháng, ví dụ như má phanh này, lốp này, đấy là những cái mà các bạn phải chú ý thôi. Còn lại thì con xe cục máy thì không bao giờ phải nghĩ đến là nó hỏng vặt hay nó nằm đường, không bao giờ có chuyện đó nhá. Đấy, con xe nó tính đến bây giờ là nó đã tương đương với cả cái tuổi đời nó rơi vào khoảng tầm 25 năm rồi, mà nó như thế này thì các bác cũng biết là nó độ bền nó đã được kiểm chứng rồi, rất là khó để mà có những cái con xe mà nó được như thế, nhất là những con xe mà nó nhập khẩu Nhật Bản như thế này thì là cái độ bền và độ đẹp không phải bàn. Rồi thế thì bây giờ thì mình xin báo giá chiếc xe Rebel này. Chiếc xe Rebel này đang được bên sạp xe Hoàng Anh mình bán ra với mức giá là 79,5 triệu nhá. Giá bán của chiếc này là 79,5 triệu và không bao gồm chi phí sang tên. Anh em có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng là sạp xe Hoàng Anh, địa chỉ 999-1001 Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội để xem xe. Còn bác nào mà ở xa thì cứ xem trực tiếp cái xa video của mình thật kỹ lưỡng, sau đó đi alo đến cho mình số điện thoại tư vấn là 0905 95 8889, mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em trước khi anh em cho xe ạ. Rồi thì mình xin cảm ơn các anh em đã và đang follow kênh của mình xin dừng video ở đây ạ. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ạ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.